Chào quý vị và các bạn. Vườn cây xanh mướt mát. Những cây mới mang về cũng nhiều. Nhưng cây cũ thì lại đẹp thêm. Nhìn đã chưa quý vị các bạn? Cây đầu tiên chia sẻ là một cây xanh. Em chào anh Huân nha, em chào các bác nha. Cây này là một cây xanh điền hạt. Cây thành phẩm rồi. Cái này rất là già. Anh quay cho em cái tay cành với cả độ già của cây. Bác nhìn gần này. Chỉ gần để bác xem nó già như này. Địa y màu. Quan sát luôn cái chân đế của nó. Méo mó nó hầm mổ rất là đẹp. Nha. Từ gốc lên đến ngọn này. Cây rất là côn. Hay tay chốt rất là lực. Rồi, em quay nhẹ sang cái mặt kia nhé. Tổng dáng đẹp nhé. Các bác nhìn kỹ chỗ này, này. Nhìn sướng chưa? Già như này, khô mà. Chun như này. Chất lá rất là đẹp các bác nhé. Cây xanh rất là đẳng cấp như này. Em đo qua chút kích thước nhé. Cây này thì tán ngang của nó là 70. Cây cao từ mặt chậu lên khoảng 35. Đang trồng trong cái chậu 36. Một cây xanh năm điền hạt, thành phẩm. Đồ chơi à. Lá nhỏ rong dày nhé. Bác xem cho lá này. Đấy, thân nó khô nó đẹp như này. Cây này được bao tiền thì sao được? Cây này thì em xin báo giá là 58 triệu. 58 triệu cây này các bác nhá. Cây xanh rất là đẳng cấp như này. Đó. Cây tiếp theo là một cây xanh. Cây này cũng là đá. Cây này cũng năm điền hạt luôn. Bác xem đường chạy của rễ này. Đá này là đá nguyên khối nhé. Đường chạy của rễ. Mấy cành rơi này. Đường chuyển mềm mại, rất mềm mại. Tổng thể cây nhé, em xoay nhé. Cây này thì cao của nó khoảng 80, bề ngang của nó 1 mét các bạn. Mắc xem ở chỗ này này, dễ nó bết, nó ôm chặt khối đá này. Nhìn sướng chưa, nó bết như này. Và nhìn cái màu da của cây. Màu da đồng nhé, toàn thân màu đồng, nhìn sướng chưa? Bộ rễ của nó còn lên màu đồng nhé. Cây rất già. Cây điền hạt này 65 triệu ạ. 65 triệu cây này các bác nhá. Một cây rất đẹp, già như này. Màu da đẹp như này, da đồng. Chun chảy lên ngọn ở thăm này. Cây tiếp theo nó có một cái kiểu dáng rất là đặc biệt. Cây này là cây cây xanh năm điền. Nó được cái cốt chậu nhiều năm ấy. Cây này thì nó có cái form dáng của cây ba thân. Nhưng cái nét làm thì nó rất đặc biệt. Làm thuần chậu từ nhỏ. Có một chút ảnh hưởng của phong cách quốc tế. Siêu động lực. Cách chia cành, chia chi thì nó cũng có cái nét rất là quốc tế ở cây xanh này. Em xoay nhé. Cái này bệ kín hai chậu, kín hai mặt. Chân đế này. Kín mặt chậu. Lá đẹp. Cây này em giao lưu giá là 55 triệu. 55 triệu cái này các bác nhá. Bác nào mà thích chơi những cây đặc biệt mà ít động hàng thì chơi đồ này. Tiếp theo là một cây xanh, cây này thì có gài một chút đá nhẹ nhàng. Cây này xanh nam điền. Cây thành phẩm mà làm theo lối cắt giật. Em xoay nhá. Đấy, chân đề các bác xem nhá. Làm theo lối cắt giật các bạn. Rất là lâu mà thành được cái cây như này.
hơi gom tùm xíu. Đây. Chân đế đẹp nhé, nhưng chỉ có thân nhé. Đấy, chỗ này lắc, có lắc hay không nhé. Đó. Cái này em giao lưu giá là 12 triệu. 12 triệu, cái này em nhé. Xanh này, cái này rất là cool, kiểu dáng đặc biệt. Xanh quê ạ. Em xoay vòng nhé. Cốt chậu rất là nhiều nha. Rất là già. Cây quê này 28 triệu. 28 triệu cái này nhé. Cây quốc xem cái cây nó sạch như này. Những cái vết sẹo nó bít hết nhé. Nó là cây rất là côn. Cực kỳ côn luôn. Kiểu dáng rất là độc đáo như này. Cây tiếp theo này. Cái này cái Nam Điền. Cũng là một cây thành phẩm. Cái này 18 triệu anh ạ. 18 triệu cái này các bác nha. Đầu 1. À, cái này nhỏ, hay nhỉ. Cái mili bê tai, à. Điền hạt. Cây này già, già lắm rồi. Có lắp nó đẹp. Cây này chắc là phải mấy chục năm tuổi chậu rồi. Để mình kín cái mặt chậu. Kín cái chậu con này. Bộ cây thành phẩm các bác nhé. Già tận xương răm. Đấy, chỗ này nhẹ, lắp, nhẹ lắp, sớm. Có những cái đít này dị. Cây này 7 triệu rưỡi ạ. Si. Si tây chuột. Cái này có bộ răm rất là thật xịt. Bóng tán cũng khá là mịn rồi. Cây này bao tiền? Cây này 9 triệu ạ. 9 triệu cái này nhé. Đủ các loại để phục vụ các bác nhé. Những cây hoa rực rỡ như này. Cây kiều hùng này. Đấy, kiều hùng dáng trực. Cây rất là già. Gốc rễ đẹp. Các bác xem độ già nhé. Cây kiều hùng em giao lưu giá tại vườn 3 triệu rưỡi. Nghe sớm tay, 3 triệu rưỡi một cây già và đẹp nhỉ. Vành chỗ này gang lắm chặt không hết nhé, ở trên này nhé. Cây kích thước khá là lớn. Cây bông trang cốt 1. Cây trực nhưng lên trên nó tỏa bóng rất là đẹp, như bóng của một cây giáng làng. Cái này được cái là nó phủ kín bông những cái tầng thấp này. Trông rất là đẹp. Em thấy cái hoa là thích em mua về em chơi. Bỏ hoa này. Đó. Cái này vành gốc cũng được trên 20. Em cũng chưa thử đâu. Nhưng chắc là hơn đấy. Vì tay em tay 20. Rất là khoảng ý. Vành trên 20 là cây cũng khá lớn nữa thôi nhé. Cây này bao tiền này? Cái này nhỉ? Cái đấy em giao lưu là 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi cây này nhé. Đó nhé. Cây vối này. Vối này làm theo lối bonsai đương đại đấy. Cũng cắt giật. Cái này chỉ cũng chơi. Cái này như cái đường trưởng của thân nó dị nhỉ? Đấy. Cái này 15 triệu ạ. 15 triệu cái này các bác nhá. Xanh này. Xanh quê. Cái này xanh quê Tích Giang. Xanh Tích Giang là loại xanh quý các bác nhá. Tổng tán xây dựng rất là đẹp. Cái thành phẩm rồi. Cái này chắc là quay thấp xíu thôi. Già. Chân này đẹp. Có gà một chút lá. Chân đế cái này chảy đều nhỉ. Vâng. Cái xanh quê này là 28 triệu. 28 triệu cái này các bác nha. Xanh này. Cây là xanh Nam Điền.
em xoay nhé. Làm cắt giật rất là kỹ rồi. Cái này các bác gửi sẵn mang đi chơi. Gần như cái bộ răm em làm nhiều năm này. Chân đấy đẹp nhé. Cái này hàng VIP, cái này mang chơi triển lãm rồi. Cây rất là chất, chậu đá. Cây xanh Nam Điền này em ra lưu giá là 58 triệu. 58 triệu cây này các bác nhá. Cây khá là mịn rồi. Cây xanh, cực kỳ già. À, form dáng thì có những cái nét của cây dáng cổ. Cây này là cây xanh quê ạ. Có những nét của cây cổ nhưng mà về cái chiều cao thì nó lại rất là phù hợp với lối chơi bây giờ. Cách vẽ chi tán thì nó có những cái nét của cây cổ. Cái này cây xanh bóng đá. Cái này 28 triệu ạ. 28 triệu cái này các bác nhá. Dí gần các bác thấy độ già của nó này. Xanh này. Cây này méo cơ. Cây này là cây Nam Điền hạt. Bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh. Cắt giật cũng khá kỹ rồi. Trồng trong một cái chậu đá. Cái này 15 triệu. 15 triệu cái này. Xanh bằng đá này. Xanh quê. Rất là nhiều xanh. Đấy, cắt giật rất là kỹ nhỉ. Em xoay nhé. Cái này gần thành phẩm rồi các bạn. Làm kỹ lắm rồi. Cái này 7 triệu rưỡi ạ. 7 triệu rưỡi cái này. Xanh nhé các bác xem nhé. Cây xanh trực núi. Cực kỳ già. À. Đây, cái này là cây xanh Nam Điền hạt. Thành phẩm được 90% các bạn. Này, cây nó già như này các bác nhé. Lý gần này nó xem nhé. Như một cục đồng thôi. Toàn thân như một cục đồng. Cây nó già. Khô nó chun nhìn sướng nhỉ. Cái này coi như cơ bản là ổn rồi, thì chơi thôi. Cắt tỉa qua cái thì là chơi thôi. Cây này là 16 triệu rưỡi ạ. 16 triệu rưỡi đấy. 16 triệu rưỡi các bác đã có một cây xanh hoàn thiện như một cục đồng như này. Đó. Giá tôi thấy là cũng hấp dẫn so với giá thị trường nhé các bác nhé. Rồi một cục phôi bình thường đã hơn chục triệu rồi. Nuôi bao nhiêu năm mới được hoàn thiện. Ok. Cái là cây la này 4 triệu rưỡi ạ. 4 triệu rưỡi cây la này nhé. Cây la bonsai trồng quả. Có nhiều quả các bác nhé. Nam Điền, xanh Nam Điền. Dù gì? Làm cho lối cắt giật. Cây này cũng gần xong nhỉ? Gần xong rồi. Đây đang còn một cái bông bông ngọn, một cái cổ ngọn nữa xong các bạn. Cắt giật cũng khá là kỹ. Okay. Cắt giật và chậm nọc rất là kỹ cây này. Cây này 35 triệu. 35 triệu cái này nhé. Chưa lắp bàn xoay. Cây gần xong rồi. Các bác xem được một cây sung này. Cây này có cái nét dị các bác nhìn này. Đó, gốc rễ này. Nhìn lạ chưa? Già. Cây già nó chun. Gốc rễ hầm hố các bác nhé. Cây sung 4 triệu rưỡi ạ. Okay. Xanh này. Xanh làm móng. Cái này thì em bỏ giá luôn là 3 triệu rưỡi này. 3 triệu rưỡi xin cây làm cắt giật các bác nhé. Cây già làm cho lối cắt giật. Chưa. Xanh. Điền hạt. Cây này là 18 triệu rưỡi. 18 triệu rưỡi. Đấy toàn cây thành phẩm. Mai chiếu thủy này. Cây này là mai chiếu thủy lưu hợp công. Là lớn. Hai mặt như nhau các bác nhé. Hai mặt đều lưu và không có sẹo, không có lỗi gì cả. Cây này 25 triệu. 25 triệu. Giá hấp dẫn. Hơn 20 triệu một cây mai chiếu thủy. Đẹp, đẳng cấp như này. Bên tán khá ổn rồi nhé. Tương đối mịn. Vối này. Cái vối này 2 triệu rưỡi ạ. 2 triệu rưỡi. Xanh.
Cây này cây lam điển hạ. Em xoay nhé. Cái này thành phẩm 90% các bạn. Bao về chỉ lọc sơ qua nó thành cái bóng dáng nó đẹp. Mình tiền ở đây. Cây này khá to. Cây rất già, méo mó như này. Ok. Cây này 55 triệu. 55 triệu cái này các bác nhé. Xanh. Xanh quê. Cái này 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi. Xanh. Cái này 5 điền. Trên đế điền. 5 điền thành phẩm rồi. Cây đang rất là sâu. Trực xoắn nhỏ nhỏ. Cây này bệ đều 24 giờ. Cái này là 18 triệu rưỡi. 18 triệu rưỡi. Xanh 5 điền. Gần 20 triệu là một cây hoàn thiện đẹp này. Mít này. Các bác đến vườn thì có thể là thưởng thức những hoa quả. Hương thơm cháy ngọt. Ngắm cây cảnh đẹp. Video xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.